Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Kids English Center. Và Thủy hy vọng đây sẽ là nơi học tiếng Anh qua bài hát yêu thích nhất của bạn. Và Thủy sẽ cố gắng mang đến cho các bạn nhiều những bài hát hay nhất và hot nhất. Và Thủy cũng hy vọng đây sẽ là nơi giúp cho bạn có thể chinh phục được tiếng Anh của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Chào mọi người, mình là Thủy, founder của trung tâm tiếng Anh Kids English. Thủy không biết vì một cơ duyên gì mà mọi người đã có mặt tại đây. Nhưng đầu tiên, cho Thủy xin phép gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh chị. Và cái thứ hai nữa là Thủy cũng có một món quà vô cùng đặc biệt muốn dành tặng cho mọi người. Với kinh nghiệm 7 năm làm việc tại câu lạc bộ tiếng Anh nhà văn hóa thanh niên, 3 năm làm việc cho các công ty tập đoàn đa quốc gia và 4 năm dạy tại trung tâm tiếng Anh Kids English, Thủy đã xây dựng được thành công cái công thức học tiếng Anh thông minh 4.0. Và lưu ý là đây là những công thức mà không chỉ riêng Thủy đâu, mà hàng ngàn học viên của Thủy đã áp dụng vô cùng thành công. Và tin vui là Thủy sẽ chia sẻ hết toàn bộ những công thức này vào chương trình Bí mật tiếng Anh sẽ diễn ra vào thứ hai tuần tới. Và đây là chương trình online hoàn toàn miễn phí. Trong chương trình này bạn sẽ nhận được gì? Chương trình sẽ giúp bạn một có được một cái lộ trình học tiếng Anh một cách thông minh để giúp mình có thể rút ngắn được thời gian học tiếng Anh. Hai, chúng ta sẽ khám phá được những cái phương pháp học tiếng Anh hiệu quả để giúp cho các anh chị có thể chinh phục được phát âm, từ vựng và giao tiếp. Và chương trình Bí mật tiếng Anh sẽ cung cấp cho các anh chị một cái bức tranh đầy đủ để mình có thể chinh phục được tiếng Anh một cách nhanh chóng hơn và hiệu quả hơn. Hãy nhanh tay bấm nút đăng ký phía dưới để tham gia vào chương trình. Và hãy lưu ý là chương trình này sẽ chỉ phù hợp với những anh chị nào đã đi làm, những người làm kinh doanh, bố mẹ bỉm sữa hoặc các anh chị kiều bào ở nước ngoài. Và số lượng người tham gia có giới hạn và chỉ còn 100 suất nữa thôi. Hãy nhanh tay bấm nút đăng ký phía dưới để tham gia vào chương trình Bí mật tiếng Anh này nhé.